Lesson 13. Vang starting with yi part 2. There are 15 vang that start with Iang ngang. In this lesson, we'll go through the second half. Before we continue, I'll assume you've watched or are already familiar with the first six lessons. They build the foundation and provide the context for the rest of the lessons in this course. Okay, with that said, chumta bakdong. back e, now, Ian, zombak. Y-N-N, -n, giọng nam in n n sợ in xin xin lỗi Y-N-N, -n, cào in kinh sắc kính, chật kính in n n giờ in dinh huyền rình, giữ dần Y-N-N, màu in minh nặng mịn, mịn màng y n in giọng bắc Y nhờ an giọng nam. Y nhờ sợ an sinh. Ngài sân Sin is the back way of saying it. The nam alternative is ngài san. Both are correct and can be used interchangeably in both writing and speech. Y nhờ an in an tình sắc Y nhờ an đạo an Similarly. The noun alternative is tánh tình. Y nhờ in, tờ in tên hỏi tỉnh. Tỉnh dậy. Y nhờ in, lờ in linh ngã lĩnh. Lĩnh vực. Similarly, the noun alternative is lãnh vực. Y nhờ in, đờ in đinh nặng định. Cố định. Y ơi, nờ yên. Dòng bắc. Y A N yên giọng nam. Y A yên bờ yên biên vượt biên. These words are etched into our history. Y A yên bờ yên biên sắp biến biến đi. Y A N yên hậu yên hiên huyền hiền hiền hậu. Y A yên bờ yên biên hỏi biển bãi biển. Y ơi nội yên, mờ yên miên ngã miễn, miễn phí. Y ơi nội yên, đờ yên điên nặng điện, điện thoại. Y ơi ngờ yên, giọng Bắc. Y ơi ngờ yên, giọng Nam. Y ơi ngờ yên, rờ yên riêng, ở riêng. Y ơi ngờ yên, tờ yên tiên sắc tiếng nổi tiếng y ê ngờ yên lờ yên liên nặng luyện luyện đi y tờ ít giọng bắc y tờ ít giọng nam y tờ ít vợ ít quýt trái quýt y tờ ít thờ ít thích nặng thịt thịt heo y chờ ít giọng bắc y chờ ít giọng nam y chờ ít thờ ít thích rất thích y chờ ít là ít đích năng lịch, âm lịch y ơi cờ yết giọng bắc y ơi cờ yết giọng nam y ơi cờ yết chờ yết chiếc sắt chiếc chiếc xe Yêu từ iết vào X viết nặng việt công việc. Yêu từ iết giọng Bắc. Yêu từ iết giọng Nam. Yêu từ X bờ X biết sắc biết biết rồi. Yêu từ iết bờ X biết nặng việt đặc biệt. Let's go through the sounds once again. Zombac. In, It ien, ieng, id, zomnam, en, ut, This concludes the lesson. I went through it quickly, but you can replay this as many times as you need. Timestamps are provided below. Please share if you found this video helpful. Next lesson, we'll move on to vang, starting with r. See you then!